Xin chào cả nhà nhé. Và xin chào cả nhà, lời nói đầu tiên cho Dũng gửi lời chào cũng như lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền tổ quốc, trong nước cũng như ngoài nước. Và hôm nay chiều cuối tuần, thứ bảy cuối tuần rồi cả nhà ơi. Chị Từ có làm một lẩu cua đồng để bồi dưỡng sức khỏe cho gia đình cuối tuần. Hãy mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi nha. Đang làm cua. Đây đang làm cua đồng. Cua này mua nhiêu ký tự? 5.000 ký. Cái này người ta lại xây ra cho mình luôn hả? Người ta xây luôn. Cảm ơn, người ta xây cho mình. Cái này 100 mà. Cái này 100 mà. Ở đây ông này bán 100.000 ký rồi. Như cả nhà đã thấy Tư mình ăn luộc cua. Cua lẩu cua đồng này nó ăn kèm cái gì vậy Tư? Tôm, mực với chả với thịt lợn. Còn da mùng tơi, mùng ngót ngót. Ở đây là tôm nè, tôm với mực. Là chả cá hả Tư? Chả cá. Chả cá. Với rồi chia trứng, trứng ăn kèm luôn cả nhà. Rồi với ngót chứ ba, mùng ngót. Thì vậy có đây có sao rửa đi. Mớp, bù ngót chứ hồng đơn hết đi. Làm à? Này Tư lượt mấy là lần nước này Tư? 2 lần, 3 lần đi. 3 lần. Ừ, cái mặt chứ thật á. Mà cho nó thích cái. Mấy nước rồi Tư? Nước là nước thứ hai. Ba lần đi, cả con cháu. Hai trăm hiện cái đi chứ hùng cái gì? Này chả cá cả nhà. Từ trộn rồi hả Tư? Đường, mắm. Yeah. Có mực thì chưa trộn, chút tôi mới trộn. Cái này họ mực mình ướp với tại tôm mình ướp riêng hả Tư? Ướp riêng. Hả bỏ vô đây. Lúc này xong cái bắt lên hả ướp đó. Sao nó
Anh Linh thay nước cá nè. Linh về thay nước cá. Hồ cá không rời nó bị sao sao luôn. Mới thay nước nữa hả? Thay nước nó không rời nó ngọt nó đi hoài. Linh anh đem mấy con cá của ảnh ra ngoài nè, đừng có thay nước. À, sở thích tham mê của ảnh á. Thì bắt đầu nấu nước cua. Có càng nữa hả Tư? Làm ta cho kèm theo mà nguyên con cua có càng luôn phải không? Có càng của mình lựa cái con càng mình không sai để ra. Chứ không phải nó bẻ hết sao? Nó bẻ, nó bẻ ra nó vừa lại cho mình đó. Ý là con cua nó còn đủ càng không? Còn. Chứ không phải là bẻ hết một càng bự cái gì? Không, đủ hết. Vậy đủ càng luôn cái gì? À. Em nghĩ em tưởng là cua này nó sẽ bẻ càng ra chứ. Không, nó bẻ càng luôn. Vậy hả? Tôi muốn bắt con nào có càng con bắt. À. Lựa con nào già có càng cái mình bắt. Phải rồi. Rồi con nào mình nhỏ quá mình không thịt mình được bắt. Ừ. Chứ đó như cả nhà đã thấy từ bắt lửa lên để nấu nước cua. Đây. Bây giờ mình ướp cái này. Từ ướp à. Củ hành phi, cá thơm, bột ngọt, nóng này chả cá nha, có miếng đường, bột ngọt đây. Tại mình ăn canh ngọt mà. Ớt hành phi. Đường bột ngọt. Nước mắm. Cái gì? Cái gì anh Linh? Mực với tôm. Nó mũ anh hả? À lẩu cua đồng mình trong đó có là tôm nè, tôm thẻ hả Tư? Tôm thẻ, mực ống và chả cá, chả cá đồng mình đó nha cả nhà. Ừ. Chả cá đồng. Ừ. Với tí kèm với trứng luôn. Đây có trứng nữa. Tí kèm. Trứng bụng rau. Ừ. Cái gì? Dao nó có mớp, hồng tơ với cái bồ ngót thôi. Đóng thanh là anh đóng vô cho anh mà. Có lọt anh chứ đó không? Đó không? Này cái cua đang nấu nha. Đây, hello cả nhà bà xã. Trời. Hello cả nhà. Chưa thả vô đây hả Linh? Chưa thả vô nó bị rớt. Chưa thả không hả? Cái đó là cái gì Linh? Trong đuôi chồn tháp á. Thả không nghe đẹp lắm, thả thả giờ nó sống ở trong nước hả? Ừ. Con này sống nước hả? Bây giờ héo á, bây giờ để nó đi nước vô. Trong đuôi chồn. Má không ăn cho nó rồi vậy. Lâu chưa đi nè. Món ăn hả? Cua chín nổi lên hả Tư? Ừ, nổi lên. Xôi nó nổi cua lên. Lẩu cua đồng. Đặc sản miền Tây nha, lẩu cua đồng nha. Nói rằng có con cua nữa. Cua cái đồ lao kiếm. Cái chàng cua đó mà nhậu với bia ha, rồi. Mình nguyên con mà mình muốn lựa con nào mình lựa mà. Vậy hả? Ừ.
bà hỏng em ơi, bên kia chợ Tân Hiệp à, cái em thấy cái con cua kia người ta bẻ càng hết được rồi. Ở đây em này không có bẻ. Ý người ta bẻ càng bự á, càng nhỏ người ta không có bẻ nha, càng bự á. Cua này vừa vừa nè. Bà giá cao chứ, bà giá đá. Ai ố thì mà. Bấm một ngọt. Thì đem gia vị vô cái này. Muối rồi, đem mặt vô. Đem đường. Này, hết nước, tự thêm nước. Nãy mình ngâm nước với cua cho nó ra. Ra chút chua nè. Cái lẩu nước nhiều đúng không? Hồi mình ăn rau với nước nhiều thôi. Dạ nước nhiều có gì mai ăn giờ không có gì đâu. Nước nhiều còn tốt. Từ lượt nhẹ hết luôn, hết cái dảo luôn, hết thịt cua luôn. Hết cua. Ăn bạc hà đi còn bạc hà. Ăn bạc hà không? Ừ đúng đó. Ăn từ lột bạc hà. Nào, hai rọ và dễ bắp ha. Nào, để hơi nhiều cho bà lo hai trọ cho. Cô có nước cho bà. Nấu ngọt có bà Hà được hả? Có không? Thôi. Chiều thứ bảy nữa cả nhà ơi. À, anh em mình lai gai già không? Mấy đâu? Trời ơi, bữa nay thứ bảy nữa rồi hả? Mấy đâu? Trời ơi, bữa nay thứ bảy rồi. Mà suốt tuần cuối tuần cái từ nấu này nấu kia đập bổ. Tại thường là làm cho công ty ăn cơm công ty không à, cô chú anh chị nào mà biết đi là đã có làm qua công ty rồi ha. Là ăn cơm công nhân ở trong công ty là hiểu rồi đó. Em kêu thả vô lẩu luôn. Thả vào luôn hả? Công ty mình nó cho ăn ở trong trưa nghỉ trưa chổng luôn mà không cho về nhà đâu, ăn cơm trong công ty luôn. Mà cơm của công ty thì nó đặc sức ăn công nghiệp đó, cơm nhà bên nhà ăn người ta nấu, tức là đặt bên ngoài nó vô nấu ăn đó. Sức ăn công nghiệp mà đâu có được nhiều hay là được ngon lành gì đâu, cũng vừa ăn thôi. Có nhiều anh chị công nhân ăn khó người ta cũng không ăn luôn. Người ta đem đồ ăn người ta theo người ta ăn. Tư giờ bỏ chả vô cả nhà nước sôi. Thử ra cuối tuần là Tư thường nấu này nấu kia cho vợ chồng mình với vợ chồng Tư. Có cái gì để ăn để đảm bổ để suốt tuần hơi thiếu chắc à. Làm suốt tuần. Đây, bỏ chả vô đây. Quà hạ cái cua này. Thôi để nồi này luôn anh. Múc ra nồi kia ta. Nhưng nấu nồi bự này hồi ăn lẩu cái múc ra nồi nhỏ. Bỏ vài lon anh Linh bỏ vài lon vô trong đó cho nó lạnh tí lai gai. Không bữa nay đâu đi đâu. Cái gì đây? Cái nồi gì đây? Hà, Tiger à? Dạ lon Tiger. Uống không nhiều, dài 2-3 lon là xong rồi đó. Tiger thì vợ làm ừ, bà xã mình á. Xã mình là chuyên gia phụ ăn ngay cả nhà chứ không có phụ nấu. Cái thịt của cái này nó chín nó nổi lên ha. Nè. Đi chả cá. Ừ. Cái này nấu bánh canh ta. Thì người ta cũng thường nghe nói nấu bánh canh cua á Tư. Ừ. Như vậy. Là nấu mà đừng vớt ra. Để vậy nè. Bữa nào nấu để canh cua thôi. Ừ. Muốn hái tép thì lấy tép vô. Cắt tép nhỏ nhỏ ra.
vậy đó. Rau hồi ăn kèm. Rồi để ra đi dẫn rồi. Có thơm hết rau luôn đó. Mớt ra. Mớt với hồng tơi. Cái này bùa ngót. Cái này trứng hồi ăn kèm với lẩu. Trứng lột sẵn, màu lột luôn. Bắt đầu chuẩn bị chiến thôi. Xong hết rồi. Đúng ra. À. Cắt luôn ha, khỏi rồi. Cắt rồi lấy dầu bé đưa cắt luôn nước cắt để cho nó mặn ha. Anh ăn cơm không bố? Ăn cơm bố. Ừ. Một lần. Hai lần. Dạ mình này hay lắm nha cả nhà. Dạ mình nó chiêu này độc lắm. Ừ. Để lên trên nó sao lên. Đây. Đây điện qua đây. Đây điện dĩa đây. Có tiêu xong đâu. Tiêu qua đây vậy. Nhắc mặt luôn. Ờ cả nhà dùng một lon bia. Cho ba ăn miếng rồi. Này cuối tuần ha anh Linh. Cuối tuần mời cả nhà bia. Đây gai. Đại độ qua cái đi. Được không? Đi vô. Đây đâu? Thì đâu biết. Trời ơi, cái nồi nước thật nhiều sao để rau rác vậy ông trời. Rau cho em rồi. Trời ơi, mời cả nhà dùng lẩu cua đồng với gia đình mình nghe cả nhà. Nè, chị Tư. Bà coi tôi nấu lẩu đồng mà. Bà Thái Chính á. Vô qua đây đi ông ơi. Đầu bếp chính của kênh Dũng Dọn TV. Ở đây là anh Linh nè, thường gặp hoài đó. Đây. Ông xã của đầu bếp. Cái quay dễ mà sao dọn vậy? Cả trên quỳ. Ở đây là bà xã mình. Ở đây là em gái cặp bên nhà nha. Anh Diền. Anh Diền. Hôm nay em gái mời em gái đến dùng cua đồng, lẩu cua đồng với gia đình mình. Có đó Linh dầm món gì vậy? Ủa không to không? Thôi ăn đi, đi ăn thôi. Rồi mà đi về bố. Về đi. Về đi. Về mặt dẫn ra nè. Ăn nha. Lấy gạt cua đó. Ừ, cái bằng cua đây nè. Để đó, rồi ăn đi. Đó, gần cua. Gần cua này là chỉ có miền Tây rồi mới có gần cua thôi nè. Cua nồi. Tại đang quay cái nồi mà. Bố. Cái cua lên, nó gạt cua lên. Gắp lên. Dạ. Cua lên. Gắp lên, dĩa. Bốn. Hai cậu đâu rồi. Nhìn cái lẩu đặc biệt cả nhà. Hai chồng bà đâu đi đâu. Để mà đi với hồn ta. Mà sợ anh thấy phải bà nấu rồi sợ. Thấy đâu đâu, thấy đâu thấy. Hai chị em nấu mua chứ. 3 giờ mà. Mời cả nhà cùng đứng thức với gia đình mình nha. Không, 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 không. Ừ. Rồi, ăn đi chăng vậy? Vậy đó. Dùng đi. Ai mà. Thank you.
trời. Cơm rồi Đức. Mặt tên là gì á? Mà hát vô. Hát. Nó có bụng lắm à, đi bệnh viện. Để đi bà đi ăn đi, bà uống. Bà uống nó ấy không? Nó không có tỉnh. Mớp lâu chín thiệt anh Linh. Thì đó. Bà nãy hả kia ha? Vợ sắc bự, mớp bự quá. Vợ không sắc hả? Út sắc á. Ai biết đường để vô chín. Mà xả sắc mớp à? Đường xấu bà xả nè. Đi xấu bà xả nè. Bà xã mình nấu ăn ngon lắm nghe cả nhà. Tại bà xã mình có tư nấu làm gia bếp chính, giờ không có nấu. Hôm nào bà xã mình làm đầu bếp chính bữa đó. Anh về thắp chào đi. À, bà xã dữ lắm. Mà cô canh canh út tương kìa. Hồi nãy Vũ ở đằng bà hả? Hả nó sắp con thấu tay mua. Thả tương luôn kìa. Để nào đi, mình hùng mình nấu. Thả mười tay đi. Mười tay coi người bệnh nhiều rồi. Nó bụng tương chưa? Cái bụng không? Cái nó bụng. Đang đi dép. Rồi thưởng thức coi, cái món cua của Tư rồi. Đây, cái này chả cá Tư. Chả cá nãy giờ rồi. Chả cá thử chưa? Mời rồi, chả cá. Cả nhà chả cá nha. Không. Chả cá gì? Chả cá mình đó. Và nó sẵn dưới nè. Nhóc dưới á. Giống như hai mẹ con muốn đó hả? Chả cá này ngon hả? Ở góc dưới đây nè. Cái bạn với anh chú Tú với dao luôn, bà kêu quá mẹ nó chưa mà. Chả cá ngon đó nha. Chả cá ngon dữ không? Anh mới thử ra dữ á. Cua quá trời luôn. Ừ, ngon ha. Lâu lắm rồi mới thấy gà con cua, đi lên mấy mấy năm rồi mới về được mới gặp lại gà ra con cua, cái càng cua luôn. Anh Linh lúc trước ở quê là làm mấy cái cá đồng này hàng gì lắm mấy cả nhà. Đi lên đây mười mấy năm. Dạ dưới lên nè mấy con cua, có cua dưới nha. Dễ mà Dũng. Tại mình không có sớt cái ra là có cua dưới. Nước dưới là cua. Múc gan dưới á. Ngon ha, cái lẩu cua đồng này đặc biệt. Các bạn thử nhé. Nè. Lắp lên dưới. Nè, cái giá nè. Cô ấy giao là gì đó. Gần 300. Gì đó, mình đá mặn ăn. Quá rẻ. Cái lẩu cua đồng ngon. Múc ở dưới lên nó dũng ra. Ý. Rồi dính bún rồi. Ngon không nè. Lắp cho để hơi mở cái nhà làm lâu nha. Này cả nhà xương xương đi, lai gai. Này. Này cả nhà miếng mực ống nha. Cá ngon ha. Cá ngon. Thôi cho cá ngon thì ngon. Dài nữa chị. Thơm vậy. Thôi lấn ra ngon á. Đi làm gì mệt mệt quất con cá, quất một lon á, sướng. Đi ăn đậu ngon. Thêm quá. Ăn lẩu cua này, ăn lẩu này lẩu ngon. Nói gì quê nấu lẩu cua này đi. Mớp chín rồi, dạ. Tại nó mình ăn nóng lắm. Cái bún nè. Ghê lên. Rồi. Về thứ 7 của Tần mời cả nhà nha. No ăn đi được. Người bạn có nhiêu mà no rồi. Dìm dưỡng xuống như ăn gà nữa. Ừ. Như là. Nó nói làm gì cho em nè. Cái gì xào với ớt gì đó bỏ bọc trong nhà ăn chua ăn chua phải không? Rồi nó mua trái trái chiên rồi mua thêm cái gì nè làm ba món nữa dớt dưới lên nè cua dưới bữa nay nó có làm không nó trên tại qua nó làm ưng sẵn ướp ưng gà sẵn rồi đó nó ghé mua dừa thịt ớt bỏ cái lạnh rồi dạ. Không có mà xào trước được cua này ký 100 ngàn đáng giá đồng tiền càng bự. Chợ này cua này nó để gạn á Linh, bữa hổm em đi chân chợ Lân Hiệp người ta bẻ gạn hết trơn à. Mới đem về luôn á. Ờ, chứ cái con cua này giống con. Cua có cam ở rộng nè. Ông mới đem về á. Bây giờ mấy người mùa nước này nè, mấy người dân mà đang dân lưới, dân lú đồ đặt cua đó cũng có kiếm ăn được lắm. Được rồi ông cha gì ông nói là ta chỉ bắt là đem mười mấy ký. Cua giờ cũng có ăn có giá. Bởi nước mà lên nhiều á là người dân ở dưới quê miền Tây đỡ. Cả nhà nha. Thôi vô mời đi em cho đưa Diễm lo đi. Được anh cũng dưới giá mà. Đi à. Nè. Chế đi tối đi. À trời. Tối đi. Ủa miếng đi cho em cái ly đi chị. Nào cái này đi. Thôi. Ba. Ba. Em chiếc cái ly. Ủa ly ngót đi. Đây. Bà đi cũng hay nữa. Mấy giờ chị? Người là bọn má nhẹ. Má đây nè. Đây nè. Dĩ dĩ mà từ từ bọn. Má dĩ ngay mà.
Nè, vô. Hôm nay lẩu cua này ngon ha. Ngon. Ý là đi đám người ta làm lẩu cua này ngon, nó không phải sản. Mà tôi nấu vậy các triệu quạt lẩu. Thiệt á, ở tiệm á mấy bà đặt gì các triệu quạt à. 500 à. Thôi mình nấu ăn mà. Mà cái này em nó mua gì em làm được 2 cái luôn á. Nếu mà lẩu thật sự nếu mà làm gì là người ta phân ra được 2 cái. 2 cái, 2 cái, 4 người. Nè, vô đi mà cả nhà đi. Nè, vô. 1, 2, 3, vô. Đa vô ông đa mới ăn nữa. Tớ nhà ăn. Đa, ông đức đa. Đa chị hả? Ông đa, đức đa á. Kính được qua đây. Ông nói ăn nữa à. Vậy mà ăn vô. Để em uống nắng thôi. Ăn mồi, không uống thì ăn mồi. Mình không ăn uống thì ăn mồi đi. Nè, chả cá. Uống mình không ăn ấy nữa, mình ăn mồi. Nặng đậu cua rồng, ngon lắm. Đặt đậu cua đầu rồi đó nha. Ừ. Từ rồi, có đặt vé cua đầu rồi đó. Đậu cua đầu. Ăn nữa Tết gì nấu này. Mày thả cua không có thôi. Nữa gì đặt ở ngoài Tết đã đem chứ. Thả cua lúc mà mình cần người ta không có cua không có. 200 mấy này mua nấu ở dưới là bây giờ đâu có đồng, bây giờ nó có 250 lên nè. Không biết cua 250 mà thử em về nó bán mấy con nghiêu nhưng mà không có gì ăn nha. Mà mấy chả, mà cái chả bịch đó em, chả mà chả duyên tròn tròn này làm đó không mà chứ nó không phải giống như mình đâu. Nó phải cái chả cá gì nè. Chả cá nè. Ngon cái chả cá nè. Tại chả mình bởi vì cái nó làm bồi viên với cái này là mình muốn đẹp phải không? Bỏ vô cái bọc mình cắt cái lỗ đó ra cái nào bớt bớt tròn rồi gọi đẹp lắm. Ừ. À, cái này tại mình không có là mẫu á, tại nãy mình quên là làm trước á. Ăn chim đi nữa cũng đi. À Diễm nãy ăn no không? Ủa, ăn không dám ăn hả? Rồi bụng bị đám. Bị đám cũng dưới thương bẻ ngồi ăn hoài là tử chứ à. Không phải là gai luôn. Uống ba giờ nó dài. Ê là không chứ không phải uống chứ không phải uống kịp. Bọt nhiều quá. Cảm tế. Dập dẹp. Ừ. Cơm nè. Ngại quá. Để bụng nó chỉ dướng nè. Bà ăn đây đi, bụng chút bà ăn với. Hôm nay là chị kia mà. Người làm công nhân mà đâu phải văn phòng đâu mà cơm văn phòng. Công nhân thì ăn cơm thì lỡ sao thứ bảy nào lẽ đi làm đi mua mì đồ vô chẳng ăn còn ngon hơn cơm. Đúng rồi đó. Nó nãy anh ra có ăn gì đâu? Anh đang người có miếng cơm rồi. Thứ bảy em bún thêm cho. Cho ăn cái gì? Cái dồ phải không? Chiên không qua là cái gì? Nãy gì? Mấy con thịt với chiên gì nó làm gì? Thịt kho với cá chiên. Ừ. Có cá bồ chỉ gì á? Cá chỉ chiên. Ủa đó. Ở đây làm cơm theo mình, tôi ăn theo mình. Ở đây cơm ăn khó lắm cả nhà. Phải dễ ăn đâu. Bữa nay bún theo ngon, bún tươi cơm nhân này có ăn lắm à. Nếu mà anh chị nào làm cơm nhân rồi thì biết liền à. Rồi biết cơm trong công ty gì có ăn cái nào rồi. Bữa nay nóng quá nóng. Ai đó hôm nay nóng lắm. Nhà cũng có nóng lắm. Cho vô một cái được ớt máy. Vô. Cho vô cái này tạm biệt cả nhà nha. Vô. Ơi, tạm biệt cả nhà nha. Chiều thứ bảy thì anh em mình trong gia đình thì chúm lại vậy đó, cho nó vui vui một tí. Ăn uống bồi dưỡng sức khỏe đừng đầu từng cài tiếp. Cái công nhân cái mà. Cái giả tử. Cái nào? Cái mới á, cái trong thiệt. Cái ngoài mũ. Cả nhà cái quý kênh của mình thì cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ nha cả nhà. Xin chào cả nhà. Bye bye. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.